các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Mời các bạn nghe tiếp chương 8 Utopia Một miếng để đợi Một hôm Mamen đã mua bảo tôi Chồng em sắp đi Pháp Mua các thứ gia vị chuẩn bị cho bữa tiệc của thái tử Chiêu đãi một số người trong hoàng tộc Tôi hỏi Buổi chiêu đãi ấy quan trọng đến thế kìa à? mà men đã Thái tử muốn buổi lễ chúc mừng ngày sinh nhật của mình thật vui, vui hơn những lần trước đấy. Mấy hôm sau, mà men lại bảo tôi, thái tử đã báo cho một số đầu bếp của hoàng tộc đến cho anh hướng dẫn kỹ thuật chế biến. Tôi phát ngay trong đầu phương án sẽ chọn 15 ông đầu bếp, mỗi ông chuyên làm một món theo đúng thực đơn của quán có ngay. Một, trà chó ướp hương sen. 2. Rồi chó, 3. Nhựa mận, 4. Xảo lăn, 5. Tái chó, 6. Chó luộc, 7. Chó hấp bia, 8. Tiết cành chó, 9. Gan bọc mỡ chải, 10. Chân hầm, 11. Đùi ninh, 12. Sáo xương, 13. Cầu phín, 14. Ngọc cầu hoàn, 15. Trà quạt than hoa tôi chỉ hướng dẫn vài buổi là ông nào ông ấy sẽ chiếm lĩnh cảm tình của người ăn điều tôi lo lắng hơn cả lại là không biết thịt cầy có dễ quen miệng người balodistang như thái tử đã từng đến quán có ngay không nếu chẳng may có một vài vị không đụng đũa đến một món thịt cầy nào thì tôi chỉ có việc thu xếp đồ nghề lên được về nước lại chui đầu về quán có ngay thôi trước khi sang balodistang mình là anh làm thịt chó Sau khi ở ba về Mình vẫn là anh làm thịt chó Ngồi bệt xuống đất rồi thì Còn cái gì nữa mà mất Có như ông chủ tịch huyện tôi đâu Vướng chuyện cô văn công Tỉnh ủy đã hất lên làm phó giám đốc sở thể dục thể thao Ăn vụng quen mồm Lại vướng vào chuyện cô em nuôi là vận động viên móng truyền Tỉnh ủy lại đánh gót xuống làm chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Bị bật trung thân khỏi chiếc ghế quan đầu huyện thơm tho ấy mới xuống xe chứ tôi chuyển bảng phương án bổ túc nghiệp vụ cấp tốc ấy cho ma men Đà mùa trình thái tử duyệt chỉ một tuần sau ma men Đà mùa đánh xe đưa tôi đến dãy nhà vừa lắp ghép xong hình chữ u ở góc vườn hoàng gia xây theo kiểu dã chiến dựng khung sắt và mái ốp tường bằng tôn điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là những trang bị hãng xây dựng hoàng gia cung cấp cho khu nhà giả chiến đó một hệ thống camera cho phép tôi chỉ ngồi ở phòng trung tâm điều khiển mà vẫn theo dõi được từng ông đầu bếp chặt thái xào nấu như thế nào và chỉ cần bấm nút một cái tôi có thể uốn nắn thao tác và hướng dẫn kỹ thuật cho từng ông tôi cứ nghĩ cái nhà này như có ma xó khi tôi thao tác làm mẫu cho ông nào thì tôi cứ ngồi trung tâm chỉ huy Ông đầu bếp chỉ việc nhìn lên màn hình làm theo cách tôi đang hướng dẫn. Công việc gì cần cho cả 15 ông đầu bếp cùng thực hiện, tôi chỉ việc bấm cái nút xanh là hình tôi sẽ hiện cùng một lúc ở cả 15 gian phòng. Mỗi phòng lại có đủ bếp ga, rào lớn, rào nhỏ, nồi cháo. Tôi bảo ma mua, sắm sửa nhiều dụng cụ thế này tốn kém quá. Ma mua cười, văn phòng quốc vương sắm ra, rồi sau khi lễ sinh nhật kết thúc, văn phòng lại hóa giá thành lý cho các ông đầu bếp dùng vật chất có mất đi đâu sao anh lại gọi là tốn kém với quốc vương và thủ tướng nước em cái gì truyền cho dân sự dùng là còn đó chỉ những cái gì chất vào kho đem giấu giếm về các nhà quan chức chất ở đó ngoài bãi không được sử dụng mới gọi là lãng phí mà thôi và từ chuyện nồi niêu son chảo mà Đà mùa đã nhanh chóng truyền sang chuyện tài chính của chính phủ vương quốc Balodistan. Đây, em nói anh nghe. Quốc vương và thủ tướng nước em là hai người biết tiêu tiền. Một năm quốc vương và thủ tướng nước em phải cử bao nhiêu đoàn đi hội họp các hội nghị quốc tế lớn dài ngày. Quốc vương và thủ tướng ra lệnh cho bộ tài chính xuất quỹ mua nhà ở ngay thành phố đến họp và đưa người của mình đến phục vụ. Hết cuộc họp dài ngày đó bộ tài chính bán luôn ngôi nhà và thu tiền vào công quỹ. Như vậy, các đoàn của Balodistan đi những hội nghị quốc tế dài ngày chẳng bao giờ mất tiền thuê khách sạn đắt tiền mà lại được thoải mái như đang ở nhà mình, ăn những món ăn truyền thống của dân tộc mình. Được thủ lĩnh có đầu óc như thế, dân Balodistan mới mờ mày mờ mặt được, chứ dưới quyền mấy ông thủ lĩnh đảng cờ nâu như trước kia, chỉ sợ dân giàu, nghĩ ra điều luật là tay trên bóp, tay dưới hứng chẳng có một tí lợi lộc nào vào đến tay người dân đảng cờ nâu trước đây chiếm đa số trong nghị viện đứng ra thành lập chính phủ chỉ lo ký những hợp đồng béo bờ với những hãng sản xuất của người đảng mình các người của đảng trong chính phủ nhờ đó cũng kiếm được khối tiền nên đến kỳ tổng tuyển cờ sau dân chúng em không bầu cho người của đảng ấy nữa lại bầu cho những người đảng khác lên cầm quyền cuối cùng mới chọn được người của đảng cờ xanh đứng ra lập chính phủ thực hiện dân giàu nước mạnh, làm bạn bốn phương. Tôi đọc lại phương án làm tiệc chào mừng sinh nhật thái tử, xem cần bổ sung vấn đề gì nữa không. Chợt nhớ cái làng trẻ thân thương của tôi. Nhân dịp này, tôi phải làm cái gì cho cái nơi tôi chôn nhau cắt rốn chứ? Ông chủ tịch xã còn kéo về cho thôn mình cái dự án hàng chục triệu đồng. Ông chủ tịch huyện còn kéo về cho làng mình một ngôi trường ba tầng. Ông chủ tịch tỉnh còn kéo về cho thôn mình cái nhà máy ép dầu thảo mộc ông bộ trưởng nọ còn kéo về cho làng mình một con đường nhựa mấy tay trong họ ông bộ trưởng góp tiền mở công ty vận tải hành khách lập ra bến ô tô chạy suốt mấy tuyến đi thành phố hồ chí minh tây nguyên hà nội bãi cháy lào cai lai châu người làng bộ trưởng cần đi đâu chỉ cần ra gốc gạo đầu làng đón xe cần đánh hàng đi lào đi trung quốc hay đánh hàng từ lào từ trung quốc vào phía nam chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là có một chỗ trên xe ô tô tuyến đường dài rồi. Dài gì? Nhân dịp này, tôi phải kiếm được cái gì cho họ hàng tôi ở làng tre chứ? Tôi lái xe sang bàn với thái tử, việc cử người sang Việt Nam, mua dơm nếp hoa vàng ở làng tre về Utopi Thu Chó. Thái tử vừa nghe xong, đã tùm tìm cười. Chuyện này, tôi đã nghĩ ngay từ khi có ý định tổ chức bữa tiệc. Vấn đề không đơn giản, hàng tạ dơm không thể gói trong vali như mấy con cầy được, thủ tục buôn bán lại càng dườm giả. Dạ. Văn phòng quốc vương không thể gửi thẳng giấy đặt hàng cho ông trường thôn bên tre được, phải gửi giấy cho Bộ trưởng Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Thương mại phải làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xem bộ nào chủ trì việc này. Chẳng bộ nào có dơm trong tay, nên bộ được phân công phải đưa vấn đề này bàn với Ủy ban Nhân dân tỉnh, cung cấp dơm, bàn với Ủy ban Vật giá, nghiên cứu giá dơm thế giới, bàn với Bộ Giao thông Vận tải, kế hoạch chờ dơm sang Balodistan và chỉ đạo cho một huyện thu mua dơm nếp hoa vàng. Tỉnh còn phải thiết lập một đội kiểm tra, phát hiện dơm giả. <laughs> Xin lỗi ông, mất nhiều thời gian thủ tục dơm ra giấy tờ trồng chéo. Chúng tôi đã buôn bán nhiều năm với nước Lion Key tôi chỉ cần fax một tờ giấy đặt hàng sang hãng xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp Lion Key. Hai ngày sau, hãng sẽ gửi một tạ dơm hạng nhất qua đường hàng không đến sân bay chúng tôi. Ông cứ lo phần kỹ thuật cho chu đáo, con việc khác sẽ đâu vào đấy. Thế mới biết, các ông ở bộ, ở tỉnh, ở huyện, ở xã lo việc vun vén cho quê hương khó biết chừng nào. Tôi mới chỉ lo một tạ dơm xuất biên cho làng chè mà cũng không xong. Về đến nhà nghỉ hoàng gia, tôi gặp ma men đang mua ngay ở cổng. Cô theo tôi về phòng tôi đang ở. Trông nét mặt cô tự dưng buồn rười rượi khác hẳn mọi ngày. Tôi vội hỏi ngay, có chuyện gì mà tôi thấy ma men không vui như mọi hôm? Ma men đang mua nói ngay, đến hôm nay em không thấy anh ấy gọi về. Tôi hỏi, thế thì đã làm sao? Mà men đã mua trả lời, em chẳng biết tin gì về anh ấy cả, hay có gì không may xảy ra với anh ấy? Tôi an ủi Marmeda Mùa. Nếu có chuyện gì, đại sứ quán tăng ở Paris phải thông báo khẩn cấp với Thái tử. ở Việt Nam thời chống Pháp cũng như thời chống Mỹ, các chị có chồng bộ đội, chẳng mấy khi nhận được thư chồng. Có chị nào thắc mắc đâu? Marmeda Mùa hỏi tôi ngay. Không viết được thư, người chồng phải gọi điện thoại chứ? vừa biết tin chồng vừa được nghe tiếng chồng mình. Tôi khẽ lắc đầu. Thời chiến tranh, mọi phương tiện thông tin hiện đại đều phải ưu tiên dành cho quân đội và các cơ quan nhà nước. Nhà dân không có điện thoại, đơn vị quân đội hành quân cơ động này đóng chỗ này, mai đóng chỗ khác để đánh lạc hướng theo dõi của địch. Người lính làm sao gọi điện thoại về nhà được? Ngày chuyện viết thư thôi. Người lính gửi lá thư từ chiến trường về nhà cũng mất 3-4 tháng. Có khi xe chở thư bị máy bay Mỹ tấn công trên đường. Xe cháy, thư cũng mất. Trong thư người lính viết, anh vẫn khỏe. Nhưng là cái khỏe của 3-4 tháng trước. Có khi vừa cắt rừng đem thư, nhờ anh đồng hương truyền hộ về nhà cho vợ. Trên đường về đơn vị, người lính lại bị trúng đạn pháo của Mỹ. Vợ ở nhà nhận được thư cứ yên trí chồng mình thế nào cũng trở về, mà men đã mua thở dài Phụ nữ ở nước các anh khổ thật Suốt đời em Chẳng có cuộc chiến tranh nào xảy ra trên đất nước Balodistan Vợ nào chồng ấy Nên chúng em chỉ ủng hộ quốc vương và thủ tướng Đã biết giữ gìn hòa bình cho đất nước Tôi cười Muốn thế Thì khi quốc vương và thủ tướng phân công chồng đi làm công việc gì Em phải để chồng em đi Phải động viên chồng làm sao cho nhanh Cho tốt chứ mà đã mua, nhưng chồng em lại đi với Kathleen kia. Tôi hỏi, Kathleen nào? Mà đã mua, Kathleen nhân viên tiếp thị hãng xuất nhập khẩu thực phẩm Baludistan. Tôi hỏi, Kathleen dính giá gì đến chuyện này? Mà trả lời, em không biết hai người bàn nhau thế nào, mà khi anh ấy đi Paris thì Kathleen cũng biến khỏi Utopia. Tôi bảo, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Mà men thở dài Thế chuyến đi Paris lần trước Cả hai cùng đi với nhau cũng là ngẫu nhiên hay sao Tôi cứ suy chuyện thằng Cốc Với cô vợ trẻ của ông giám đốc công ty vật tư Cùng đi chuyến xe ra sân bay với tôi Thì biết đâu Cũng là gạo cả Nhưng gạo xay ra bánh tráng cuốn Giá gạo ra gói bánh tẻ Ăn vẫn ngon hơn là hạt gạo Đem thổi cơm Trong cái tứ giác khoái Các cụ truyền lại cho mình cái khoái ăn tuy đã được xếp lên hàng đầu nhưng phải là vụng mới thật khoái tôi đành giải thích theo kiểu thích đến đâu dài đến đấy để cắt đứt câu chuyện gia đình một núi công việc chứ đâu vào đâu chỉ một việc phạm chút sơ hở là làm tiệc mừng sinh nhật của thái tử mất vui tôi chẳng có cớ gì mà vác mặt mo mà ở lại balodistan thái tử theo gương người xưa nuôi quân ba năm dùng quân một ngày Vậy mà cái ngày ấy tôi sẽ múa may quay cuồng thế nào Việc ấy đáng lo hơn cả Còn chồng cô ma men đi Paris Với cô Kathleen nào đó Dù họ có ăn nằm với nhau Thì khi về với ma men Cậu ta dù có hao hụt vài trăm Santigram Vẫn còn nguyên đai nguyên kiện Có gì mà phải quá bận tâm Cái lo to nhất lại là thái tử Cho chuyên gia thực phẩm đi mua mẻ ở Paris Do Việt Kiều ở Pháp chế tạo không biết cậu ta xem mẹ mẫu có biết thế nào làm mẹ có biết vị việt kiều ấy nuôi con mẻ như thế nào mới gây được hũ mẻ thật nhuyễn đến độ không còn một nửa hạt cơm trong hũ mẻ ngộ vị việt kiều ấy là một nhà hóa học và phòng thí nghiệm phân tích các thành phần trong mẻ rồi cũng tìm đủ hóa chất như thế mà điều chế lại thành thứ mẻ tây thì lúc ướp thịt cày các thứ hóa chất tổng hợp ấy sẽ làm hỏng các thứ tôi đã dày công chế biến hôm sau mà mẹ đà mùa lại gặp tôi như thường lệ cô nói ngay đến sáng hôm nay chồng em vẫn không gọi điện về tôi kiếm lời an ủi tôi sẽ sang báo cáo với thái tử thái tử sẽ điện sang đại sứ quán hỏi cho rõ tình hình chồng cô làm gì mà không gọi điện về nhà mà mèn đà mùa ôm lấy tôi oà khóc tôi vừa gỡ tay ma men ra vừa nói chồng gọi điện về chậm có gì đáng khóc mà mẹ đã mùa cứ áp má vào ngực tôi mà nói có nước mắt ở với con Cát Linh ba ngày con quỷ đói ấy nhai hết cái xác anh ấy rồi tôi đành lựa lời an ủi em phải chờ anh ấy về hỏi gió đầu đuôi đã chứ mà mẹ đã mùa nhẹ nhẹ lắc đầu mái tóc đen bóng cứ cỏ đi cỏ lại vào ngực tôi lúc về anh ấy chỉ còn cách bã ruột gan tim óc vào trong bụng cô cát Linh rồi còn đâu tôi gỡ mái tóc mềm như bùn hoa ra khỏi ngực tôi mà mèn đà mùa giữ bàn tay tôi lại anh ác thế thấy em đau khổ anh phải làm cho em bớt đau khổ đi chứ tôi cứ thật thà trả lời mà mèn cứ vơ lấy cái khổ vào người làm gì chuyện chứ đâu vào đâu mà đã kêu khổ rồi mà mèn đà mùa ngửa mặt nhìn tôi anh biết con cát lên thế nào chưa thấy cái mặt tôi cứ nghệt ra mà mèn đà mùa nói luôn đó là một con đàn bà tiêu thụ rất tốn kém đàn ông Như cái xe hơi pho Tiêu thụ xăng mờ hết tốc độ Tôi vội nói Em đừng nghi oan cho người ta Mà mẹ đã mua nói ngay Chính con ấy nó nói Mỗi ngày phải làm thịt một thằng đàn ông Một ngày không có đàn ông Là một ngày vô nghĩa Tôi dùng mình phát sợ Giá thái từ Giao cho Kathleen đón tiếp tôi Chắc chắn tôi chỉ có thể sống ở khách sạn năm sao được một vài ngày rồi phải xin thái tử cho phép chuyển về khách sạn hoàng gia lúc đó tôi chỉ còn là gã làm thịt chó ra bọc xương ngồi ở đâu rồi đậu vào mép cũng chẳng buồn mà xua tay đuổi làm sao tôi có thể học được tiếng baludis tăng kiểu một thầy một trò được mỗi buổi học tôi sẽ biến thành con chó thôi cho cát linh chế biến thành bảy món thành mười lăm món rồi tiêu thụ ngấu nghiến cho đã cơn cuồng nhiệt. Tối hôm ấy, không gọi điện báo trước mà mèn đà mùa chạy sang chỗ tôi. Tôi vừa mở cửa, cô đã ôm chầm lấy tôi, đẩy tôi vào trong nhà, rồi lấy gót giày đạp cho cửa sập lại. Anh ơi, đúng là con Cát đã cướp mất anh ấy của em rồi. Tôi vội hỏi, xem biết. Mà men đã mua. Đến hôm nay anh em vẫn chưa gọi điện về. Tôi Công việc mua các gia vị cho bữa tiệc của thái tử gặp chuyện khó giải quyết thì sao? Mà mèn đà mùa, sao anh biết? Tôi, người khi không quen ăn thịt chó. Làm sao anh ấy tìm thấy các gia vị theo đúng yêu cầu của thái tử? Mà mèn đà mùa, thế thì anh ấy phải gọi điện về xin ý kiến thái tử chứ. Tôi, anh ấy, tự tìm cách giải quyết. Mà mèn đà mùa dồn tôi đến thành ghế tượng tôi tìm cách gỡ tay cô ta ra. Cô ấy vừa ôm chặt lấy tôi, vừa thở hồn hền nói. Anh là đàn ông, anh thừa biết chồng em đang có cắt lên bên cạnh. Đang làm những gì? Tôi, anh chẳng biết làm gì cả. Công việc là công việc. Lập tức, mà mẹ đã mua bế bồng tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ rồi ôm tôi. Lẳng xuống giường. Anh cứ thế này, thế này. Lúc ấy mà mèn đã mua cứ như người điên, người dại. Ấn đôi môi nóng bỏng trùm lên đôi môi tôi. Hết mút trồn trột, lại luôn cái lưỡi ram ráp vào miệng tôi mà dên ư. Ừ. Chưa đủ, mà mèn đã mua còn nắm lấy tay tôi. Ấn vào ngã ba sung sướng của cô mà dên lên. Chồng em và con cắt linh nó đang nô với nhau trên giường. Anh ơi, anh trả thù cho em đi. Tôi chưa biết trả thù ai, trả thù như thế nào. Thì tự dưng, người tôi giật mạnh như có ai cầm dây rút tùy sống của mình. Tôi giờ đâu còn là cái thằng tôi cách đây một phút. Cái xác nằm ở đây chỉ còn là cái vò của tôi. Thấy tôi nằm là người ra, mà Mamenamu vội hỏi. Anh chê em à? Em tặng anh kia mà. Tôi nằm im, không trả lời. Mamenamu vừa rên vừa nói tiếp. Anh là người đầu tiên được em trao tặng món quà trời cho Thấy tôi không trả lời mà men đã mua vội buông tôi ra Rồi ngôi nhỏm dậy Trèo lên người tôi Dập dình lên dập dình xuống Như người cưỡi ngựa đang phi nước đại Thấy tôi cứ nằm như khúc gỗ mục mà men đã mua bực mình Giang tay tát cho tôi một cái cháy má Đồ vô tích sự Là một thằng đàn ông mà không nên thân Tôi vẫn nằm im không buồn đưa tay lên xoa má. Mà men đã mua nhảy xuống giường, thọc chân vào giày rồi nện gót bước ra mở cửa. Cánh cửa đóng đánh sầm một tiếng. Hình như cô ta chưa hà cơn giận. Còn tôi, nằm một mình trên giường, tuy bã cả người, nhưng vẫn thấy như mình vừa qua một giấc chiêm bao. Tùy thoát nạn, nhưng vẫn tiếc. Tôi mới chỉ nghe Mamenda mua nói cắt lên nổi tiếng tiêu thụ đàn ông chẳng hiểu cát linh tiêu thụ như thế nào. Nhưng chính tôi được Mamena mua chọn làm hiệp sĩ sách kiếm gì đi trả thu cho cô. Tôi mới thấy chưa ở đâu đàn bà tiêu thụ đàn ông tàn bạo như ở Balodistan này. Thế mà tôi lại không dám tiêu thụ lại. Vừa chẳng được thưởng thức của lạ trời cho, vừa bị cái tát nên thân, vừa bị chế là đồ vô thích sự. <laughs> Bố tôi nói đúng, số mày là nước lòng đỏ. Nước lòng đỏ mà đầy, thì đó đắng. Tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc bừng mắt dậy, tôi mới thấy người cứ oài ra. Trần tay như bị ai rút hết xương, không muốn cử động. Xương sống cứ như bị dập ra từng khúc. Tôi nhớ rõ ràng không phải là mình vừa nằm mê cùng vui vẻ với Sayonara như hôm nào. Mà lại là mình bị nô với Mamendamu ngay trên giường này người thật việc thật giấu với cỏ tây thích thì có thích hai chục năm ở làng chè có bao giờ mình được nô với tây như thế này đâu sau này về chè nếu có hứng lên khoe với bạn bè tao đã được ngủ với tây cho mình lên ngôi tay chơi như mấy ông lính khu đỏ oanh liệt một thời bên đại pháp nhưng nếu không sợ ô danh trai làng chè tôi phải thú nhận mình bị tây hiếp thì đúng hơn tàn bạo thì có tàn bạo nhưng có thế mới gọi là con gái bà lô Đích tăng chơi đúng luật ăn miếng trà miếng nghe tin chồng không giữ đúng lời hứa từ khi mới về ăn ở với nhau con gái bà lô Đích tăng không ngồi ôm mặt khóc uuu không trầm mình xuống giếng không treo cổ lên xà nhà không chửi bóng chửi gió không cào cấu không xé quần áo tình địch mà tìm bằng được người cuồng nhiệt trả thù hộ mình cái gian phục thù từ thời trung cổ mày giết của tao một người thì tao cũng phải giết bằng được một người của mày mày lấy của tao một con mắt thì tao cũng phải đòi mày một con mắt đến thời nam nữ bình đẳng lại biến hóa thành thứ luật không thành văn tự tự dưng bắt tôi phải đi trả thù một người tôi không hề quen biết anh đã ăn món gì khi vắng mặt tôi thì tôi cũng ăn món ấy khi vắng mặt anh tôi không còn sức đâu mà bước ra khỏi giường Tôi cứ nằm mơ mơ màng màng như thế Vừa thích, vừa khiếp, vừa bực mình, vừa buồn cười Rồi hai mi mắt dính vào nhau lúc nào không biết Tôi ngủ một mạch đến nỗi quên cả ăn sáng Và đến bữa ăn trưa Giám đốc nhà ăn hoàng gia thấy tôi không lên Phải sai cô tiếp viên xuống phòng tôi xem thế nào Tôi mệt quá Chỉ ăn qua loa Không ăn hoa quả đứng dậy về ngay phòng Lại lăn ra ngủ Bắt một thằng con trai làng chè đã no suốt ngày Rồi lại phải ăn đúng lúc Chưa kịp ngót diều Chỉ cần mới nhìn thấy đĩa thịt bò xào bốc ói thơm phức Đã lại bị no tiếp rồi Tôi tưởng chỉ là chuyện hàng ngày không đáng quan tâm Hồi tôi mới lên học viện thiết kế tổng hợp lâm nghiệp Đêm ngủ cười trần bị ho Ba bác sĩ đưa tôi viên thuốc con nhậu rồi dặn Không được uống lúc đói Thật thà mà nói Càng ngày mới được tiêu chuẩn 6 lạng gạo tôi cứ đói sáng đến chiều từ chiều đến tối nên cứ để viên thuốc trong túi cha biết uống vào lúc nào thế mà cũng khỏi bệnh tôi không ngờ chuyện tôi bỏ ăn bữa sáng và ăn qua loa bữa trưa đã lọt vào sổ trực nhật của nhà khách hoàng gia cô bác sĩ ở nhà khách xuống cặp nhiệt độ và đo huyết áp nghe phổi tôi thở nghe tim tôi đập lần lượt ghi bt tức là bình thường vào sổ kiểm tra sức khỏe của tôi và khuyên tôi nên giữ mức ăn như hàng ngày rồi về. Tôi tưởng như vậy là xong việc. Cứ nằm lơ mơ trên giường, nghĩ đến cái chuyện vừa thích, vừa khiếp, vừa buồn cười, vừa xấu hổ kia, thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhòm dậy, chạy ra mở cửa. Ma men Không phải một cô ma mua chưa thấy người đã thấy tiếng như mọi ngày. Cũng không phải một ma mua hung dữ và tàn bạo như hôm qua. Mà là một ma mua nhớ nhác, như đã làm điều gì trái với lòng người vừa bị phát hiện. Cô chạy vào hỏi khẽ tôi. Anh làm sao đấy? Tôi nhòm dậy khẽ lắc đầu. Không sao. Cô lại hỏi tiếp. Tại sao bác sĩ lại vừa xuống thăm bệnh anh? Tôi lại lắc đầu. Tôi đâu có quyền hỏi han công việc của người khác. Cô vừa mới nói. Có phải tại... Thì hai cô y tá đội mũ không vành và mặc bộ đồng phục bó sát người màu trắng đã xuất hiện ở khuôn cửa. Cô đi đầu sách một cái cáng đang gấp gọn, nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi có thể vào trong phòng được không? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vội hỏi, hình như có sự nhầm lẫn. Cô cầm cáng, gấp rút tờ giấy trong chiếc túi áo, đưa ngang tầm mắt, đọc lướt rồi hỏi, xin lỗi, đây có phải là phòng 212 không ạ? Tôi vội đứng dậy ngay, Thưa cô, cô đến đây có việc gì ạ? Cô y tá bình tĩnh trả lời. Giám đốc nhà khách Hoàng gia vừa điện cho chúng tôi rằng có một vị khách cần vào bệnh viện. Tôi cứ ớ người ra má lắc đầu. Phòng 22 chỉ có một mình tôi, nhưng tôi không có việc gì phải vào bệnh viện. Vừa lúc đó, cô y tá của nhà khách cũng hớt hớ hớt hải đến. Trời ơi, chúng tôi lại đón các chị ở cổng trước. Rồi cô quay về hướng tôi đang đứng. Bác sĩ nhà khách Hoàng gia định mời vị khách của thái tử sang bệnh viện hoàng gia kiểm tra sức khỏe. Tôi vừa bước về phía cửa, một cô y tá đã đặt chiếc cáng xuống đất. Xin mời. Mà mèn đà mùa vừa xua tay vừa nói. Xin cứ để vị khách được tự nhiên như ở nhà. Mà mèn đà mùa đỡ tôi lên xe. Một cô y tá bấm cái nút xanh. Chiếc ghế từ từ hạ xuống, thành ghế bật ngả xuống về phía cabin và đầu ghế bật lên thành một chiếc giường. Cô y tá giơ tay mời Tôi ngơ ngác nhìn Mamenta mua Cô khẽ gật đầu rồi đỡ tôi nằm xuống chiếc giường êm ái ấy Cô y tá kéo dây an toàn từ trong ruột chiếc ghế Đánh xoạch một cái Vắt qua người tôi Rồi ấn đầu dây Có miếng dính vào mép giường Rồi ấn cái nút xanh ở thành xe Xe từ từ chuyển bánh Từ khi cha sinh mẹ đè đến giờ Lần đầu tiên tôi được ô tô đón vào bệnh viện Quá ư long trọng đến thế này Hồi ở nhà đi làm thủy lợi Tôi dẫm phải một mảnh chai Máu chai trùm lên đám bùn Dính vào bàn chân Tại đội trường cõng tôi lên gốc gạo Lấy một nắm thuốc lào dịp vào chỗ thịt bị xé Xé áo may ô buộc kín vết thương cho mau cầm máu Rồi cốc to con hơn Cõng tôi lên chạm xá Cô y tá lấy nước rửa chân cho tôi Rồi lấy bông cồn sát trùng Băng lại vết thương cho cẩn thận Cô đun nước Luộc sơ ranh Rồi tiêm kháng sinh cho tôi Bút ơi là bút Tôi cắn răng lại không dám kêu Sợ đến khi duyệt đơn xin gia nhập đảng Các ông ấy lại nhận xét tôi là thằng không chịu được gian khổ Đến tối Già tôi cứ nóng bừng bừng Cô y tá gọi đội trường và thằng cốc Lấy chiếc võng trường sơn của trạm xá Luồn đòn ống gác vào đầu và đuôi hai chiếc xe đạp Đưa tôi lên bệnh viện huyện Bệnh viện chật cứng người 25 trạm y tế xã trong huyện Tới tấp truyền những ca bệnh nhân nặng lên cái bệnh viện 100 giường này. Đã hai bệnh nhân nằm một giường rồi, nhưng bà con vẫn cáng, vẫn thổ võng đưa tiếp bệnh nhân lên. Bác sĩ giám đốc bệnh viện đang họp với đảng ủy và các trường khoa xét duyệt những bệnh nhân nào sớm hồi phục thì ký giấy xuất viện trước thời hạn để lấy chỗ cho những bệnh nhân mới ở xã chuyển lên. Tôi phải nằm chờ ở phòng cấp cứu. Cô y tá trực ghi tên tôi vào sổ rồi lấy nhiệt kế nhẹt vào nách tôi khổ cái thân tôi đã kẹp nhiệt kế ngồi chờ ở đầu hè rồi thì ông chỉ huy trưởng công trình thủy lợi nghe tin tôi bị tai nạn vội phóng xe máy đến thăm tôi vô cùng cảm động đứng ngay dậy giơ tay trái cầm chiếc phong bì có nhân ông vừa đưa ông chỉ huy trường lại giơ tay phải chúc tôi chóng bình phục tôi lại vô cùng cảm động lần nữa vội theo đúng phép lịch sự của trai làng trẻ giờ ngay tay phải ra đáp lễ ông chỉ huy trường chiếc nhiệt kế đang kẹp trong nách rơi bốp xuống nền gạch hoa trên vỉa hè những giọt thủy ngân lăn ra bốn phía trên nền gạch tôi hốt quá sợ cô y tá lập biên bản bệnh nhân làm hỏng dụng cụ y tế tôi tập tễnh chạy một hơi ra cổng trước con mắt ngơ ngác của ông chỉ huy trưởng lẫn thằng cốc và anh đội trưởng thủy lợi càng nghe tiếng thằng cốc gọi hệ ơi tôi càng chân cao chân thấp vọt qua cổng may sao thằng cốc để mặc anh đội trưởng cuộn võng bỏ vào giỏ xe rồi một tay cầm ghi đông một tay đỡ đòn ống vác trên vai anh cũng đạp xe về công trường cô y tá công trường dỗ thế nào tôi cũng không chịu lên bệnh viện anh đội trưởng đắp một nắm thuốc lào vào vết thương cho tôi rồi mỉm cười động viên tôi hàng nghìn năm từ đinh lê lý trần lê nguyễn đến thời dân chủ cộng hòa sang thời cộng hòa xã chủ nghĩa các cụ ta ở nông thôn toàn chữa mẹo như thế này mà có ai bị cư chân đâu Hàng ngày chị y tá pha nước sát trùng Rửa vết thương cho tôi Và tiêm kháng sinh cho tôi Con thăng cốc Vào làng Đến nhà có con gái đẹp Kiếm cớ hai lá thuốc Vào tám tình con cái nhà người ta Về công trường Thăng cốc mượn nhà bếp Cái bát cô tô Dã đám lá thấm đẫm tình ta ngấy Đắp cho tôi Được cái Con trai làng trẻ vốn mát da mát thịt Nên tôi chỉ chữa bằng đông tây kết hợp như thế mà cũng tai qua nạn khỏi ông chỉ huy trường vốn thương người thấy tôi ngày ngày tập tễnh đi thay băng đã kéo tôi làm công việc ghi chép sổ sách thống kê khối lượng đào đắp từng xã tính toán số gạo xuất nhập kho và tính cho tôi mỗi ngày một công tương đương với một suất lao động ở ngoài hiện trường chuyện này thôi không nói nữa lại nói về chuyện xe ô tô đưa tôi vào bệnh viện không phải ai cũng được vào bệnh viện hoàng gia. Thứ nhất, anh phải là người trong hoàng tộc. Thứ hai, anh phải là người khách của hoàng tộc. Tôi lại là khách của thái tử, nên bệnh viện dành cho tôi sự chăm sóc đặc biệt. Người Balodistan ít ốm và người trong hoàng tộc lại ưa rèn luyện thân thể bằng các bài tập thể dục chuyên sâu. Cả nam lẫn nữ, ai thích có bộ giò đẹp, ai thích có bộ ngược đẹp, Ai thích có eo đẹp đều được chuyên viên thể dục hướng dẫn tập bài tập riêng. Riêng môn bơi và môn đi bộ lại được toàn dân tham gia. Số giường của bệnh viện chỉ sử dụng đến non nửa công suất lý thuyết. Đã thế, chính phủ lại trợ cấp đặc biệt cho những người có y bạ trắng. Theo cấp lũy tiến, nghĩa là một năm. Ai không vào nằm điều trị tại bệnh viện thì được trợ cấp 200 đồng ba tăng. Năm thứ hai được thêm 5% trợ cấp. Từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm được trợ cấp thêm 1% nữa thủ tướng yesterday once more tính tổng số tiền chi vào khoản trợ cấp y bạ trắng vẫn còn lợi hơn là tiền chi cho công việc điều trị người bệnh ở bệnh viện và lực lượng lao động xã hội luôn giữ được mức ổn định chính vì thế học sinh trung học thường thích thi vào trường đại học thể dục thể thao hơn là thi vào trường đại học y khoa và trường đại học dược khoa khi vừa được đưa vào phòng điều trị tôi không hề bị ú đòn tra tấn cân não bảo hiểm hay dịch vụ chưa phải móc túi thò phong bì làm nhiệm vụ đầu tiên Các bác sĩ đã lần lượt đến lấy máu đi xét nghiệm Nghe tim, nghe phổi đo huyết áp Rồi lại đến các cô y tá lần lượt mời tôi lên xe đầy Đi chụp cắt lớp, chụp x-quang, đi siêu âm, đi kiểm tra điện tâm đồ Tất cả phiếu xét nghiệm của tôi đều ghi chữ bình thường Nếu ở bệnh viện huyện tôi Thì ông giám đốc đã ký giấy xuất viện Giúp tôi sớm nhường giường cho những người ốm còn đương nhăn nhó ngồi chờ ở hè phòng cấp cứu còn ở bệnh viện hoàng gia này mặc dù các xét nghiệm của tôi đều ghi bt tức là bình thường nhưng bác sĩ vẫn giữ tôi ở lại hình như họ coi tôi là người kiếm công an việc làm cho các bác sĩ y tá hộ lý của bệnh viện nên càng giữ tôi được ngày nào càng lợi cho bệnh viện ngày ấy họ không hề hỏi tôi đi khám theo thẻ bảo hiểm y tế hay khám bệnh theo dịch vụ sau này tôi mới biết từ bệnh viện Hoàng gia đến các bệnh viện khác ở thủ đô Otopi. Người vào bệnh viện nào cũng được, không có bệnh viện riêng cho bộ trưởng thứ trường, bệnh viện riêng cho vụ trường và các cán bộ tương đương cấp vụ, bệnh viện riêng cho viên chức cấp thấp, bệnh viện cho riêng thường dân. Vì trong thời gian này, số giường ở bệnh viện còn trống nhiều, buồn tôi tuy có hai giường, nhưng chỉ có một mình tôi ở, tôi được sử dụng một tivi bắt được 36 kênh truyền hình từ vệ tinh xuống, một đầu đĩa, một máy thu thanh. Cuộc đời chỉ cần sang đến thế này là cùng, vì chẳng ai lại vừa xem tivi, vừa nghe đầu đĩa, vừa nghe đài thu thanh. Tôi chỉ thích xem bóng đá quốc tế, nên chẳng mấy khi mó đến đầu đĩa, đến đài thu thanh. Tiếng rằng tôi phải đi khám bệnh, nhưng thực ra là tôi được đi xem bóng đá quốc tế, những đội ngoại hạng ở Argentina, ở Brazil chơi bóng trên sân như những nghệ sĩ siếc trên sàn diễn, những quả đá phạt trước hàng rào của đối phương, người khác sút bóng, nếu vướng bóng vào hàng rào thì bóng lại vọt xả ngang. Nhưng đằng này, họ sút theo kiểu lá vàng rơi, tài tình đến mức bóng chỉ bay qua đầu những người đứng làm hàng rào, rồi bay chết ra phía bên ngoài cột dọc, và cứ như được một phép thần nào đó, trái bóng xoáy vào đúng góc cao không thành. Tôi có cảm tưởng rằng những người nghệ sĩ bóng đá có máy tính điện tử nối mạng với đôi chân thần kỳ. Trong chớp nhoáng đã dài hàng nghìn con toán để chọn phương án tối ưu, vạch một đường vòng cung từ điểm đá phạt đến góc chết của khung thành, khiến thủ môn chỉ còn đứng mặc niệm. Hai những pha hỗn chiến trước khung thành, tiền đạo nhận được bóng của đồng đội đánh đầu chuyển sang. Đối diện với trái bóng như ở nước ta, tiền đạo đánh bấm bóng cho tiền vệ băng lên làm bàn. Không có cách nào khác, nhưng tiền đạo Argentina đã xử lý kịp thời, khẽ xoay mình 180 độ, chính xác như xoay con pa, trời ngay một cú vô lê vào sát cột dọc, làm thủ môn đối phương, có bay người ra bắt bóng, cũng chỉ là biểu diễn, cho khỏi bị huấn luyện viên mắng cho mấy mắng. Hay những pha bóng, lăn ra gần hết đường bên ngang, thế mà tay tiền vệ Brazil vẫn bám bóng đến cùng. Khi bóng vừa chấm vạch biên ngang, tay tiền vệ xoay bàn lề, quặt một đường bóng căng ngang trước khung thành, tay tiền đạo đã kịp thời băng lên. sớm một nhịp chân cũng hỏng, chậm một nhịp chân thì hậu vệ đối phương chẳng ngọng gì mà không phá bóng ra biên, cứu người một bàn thua trông thấy. bóng vừa chạm đất, ngay lập tức tay tiền đạo đã bấm mũi giày chuyển hướng bóng bay của bóng trái dò với tư thế đón bóng của thủ môn đối phương. những pha bóng như có phép thần cứ giữ gì tôi ngồi trước tivi xác thì còn đó nhưng hồn lại bay bồng tận đầu tận đầu mãi khi ma men mua đem quả đến thăm hồn tôi mới nhập vào xác ma men mua các bác sĩ sau khi chuẩn đoán có nhận xét gì về bệnh của anh không tôi anh có bệnh tật gì đâu ma men mua có khi cái bệnh ấy do chính em gây ra mà các bác sĩ không biết anh đã nói gì với các bác sĩ chưa Tôi, tại sao em lại quan tâm quá nhiều đến chuyện ấy nhỉ? Cái gì đã qua là ta cho qua. Mà men đã mùa, vì em, anh mới phải vào bệnh viện, em làm sao cho qua được? Tôi, thôi, anh em ta bàn sang chuyện khác đi. Mà men đã mùa, anh chỉ sống với con gái Việt Nam được thôi. Tôi, theo em, con gái Việt Nam khác với con gái Bali-Lit-Tăng như thế nào? Mà men đã mùa, thấy một chùm quả chín trên cây con gái balodis tăng lấy xào chọc chọc không được thì lấy đá ném ném không được thì trèo lên cây bè bằng được chùm quả chín ấy còn con trai con gái việt nam bụng thì thích nhưng chỉ đứng nhìn mà nhìn không dám nói là mình thích không dám hành động lúc ấy chỉ đứng mà nhìn sau này mới tiếc tôi cái gì không phải của mình thì có gì mà tiếc mà mèn đã mùa con gái Balodis Tăng đã tặng ai cái gì mà người ấy không chịu nhận thì không hài lòng người ấy lắm. Nhận quà thì thành bạc, nhưng không chịu nhận quà thì lại thành kẻ thù chứ biết chừng. Anh không thể sống với con gái Balodis Tăng được đâu. Tôi, người Việt Nam, làm điều gì trái với lương tâm bao giờ cũng bị cắn dứt Mà men mua, anh tưởng chúng em không mở đài thu thanh của các nước nghe người ta nói về con người Việt Nam hay sao? Ông nọ, ở bộ thể dục thể thao, chơi một cô bé 14 tuổi ở khách sạn, chắc là lương tâm đã cắn rứt tim khăn ông ấy đến rụng rời cả răng từ lâu rồi hay sao? Nghe mà mèn đà mùa nói như thế, tự dưng tôi thấy như có ai vừa kê một chiếc tù đứng ở trước mặt mình. Nhưng một công dân không thể nào để cho ai nói xấu các đồng chí lãnh đạo của mình, nên tôi nói ngay, trong mỗi con người đều có một thiên thần và một quỷ sứ, khi quỷ sứ áp đảo được thiên thần Thì nó xui con người làm những việc rồ dại Mà men đã mùa Hóa ra quỷ sứ bên anh giỏi thật Quỷ sứ đang áp đảo thiên thần Tôi Em bắt đầu nói theo các đài phương Tây rồi đó Mà men đã mùa Anh nói thật đi Lúc đang nằm trên giường Anh có thích không Tôi không ngờ Nói theo giọng các nhà bình luận thể thao trên truyền hình Một cô gái Balodistan phạm lỗi lại ngang nhiên thuyết giáo cho thằng con trai bị phạm lỗi thấy rõ sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của mình vì không chịu tuân theo lời cô gái Balodis tăng phạm lỗi chẳng lẽ lại nói thích và chẳng lẽ lại nói dối lòng mình nói là không thích tôi kiên trì lập trường trước sau như một cái gì đã không phải của mình thì có gì mà tiếc mà mẹ đã mùa kéo ghế xích lại gần chỗ tôi ngồi nhoài người về với tôi Nói nhỏ. Nhưng sau này, khi xa em, anh mới thấy bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng này là tiếc. Tôi vẫn lắc đầu, nói chuyện loanh quanh thế này, chúng ta lại bỏ buổi học tiếng Malodis tăng rồi. Mà men đã mùa cười, anh quên là anh đang thực tập nói tiếng Balodis tăng hay sao? Tôi gật đầu, xin cảm ơn cô giáo. Thế là tôi đã sớm lái câu chuyện sang một hướng khác. Một lúc sau, mà mèn đà mùa mới nói các anh đánh pháp đánh nhật đánh mỹ rất anh hùng nhưng sang đến balodistan anh lại để quên cái anh hùng ấy ở nhà tôi cau mặt lại sao em lại nói năng không suy nghĩ đến thế mà mèn đà mùa cười trên đài người ta ca ngợi các anh gặp giặc là đánh không gặp giặc phải tìm giặc mà đánh có dám đánh mới nghĩ ra được cách đánh tôi khẽ lắc đầu hai việc khác nhau hoàn toàn không thể coi các em là giặc được. Mà mèn đà mùa phá lên cười rồi ngà người ôm choàng lấy tôi, áp mặt vào sát mặt tôi. Tôi vội quay đầu sang một bên, mà mèn đà mùa hất hàm hỏi tôi, tại sao cứ Tại sao trước khi chia tay, anh không chào em như những lần khác? Tôi đánh quay mặt lại. Ừ, thì chào. Mà mèn đà mùa không chạm môi vào môi tôi. Đôi môi nóng bỏng của cô chùm kín đôi môi tôi như muốn nuốt chừng một hơi cho đã cơn háo Tôi gần như ngạt thở Dần dần đôi môi cô mút chun chụt vào môi dưới của tôi Giữa lúc đề mê Mỗi lần hàm răng cô cắn nhẹ nhẹ Tôi biết cái gì sắp xảy đến với một thằng con trai làng trẻ Đang được thưởng thức mùi con gái và lò đi tăng Tôi cố đẩy nhẹ nhẹ vào vai cô Không cho cô lấn tới để tránh bằng được Một cơn nấc không thể nào kìm được Suýt nữa Tôi đề lộ thanh gươm gì của hiệp sĩ bất đắc dĩ như lần trước Thì ô danh thằng con trai làng tre quá Vì hai chúng tôi đang ở trong phòng của bệnh viện Và chính tôi cũng không nhiệt liệt hưởng ứng thái độ mến khách đến cuồng nhiệt Chăm sóc người bệnh đến liều lĩnh của cô Nên mà mèn đã mù không dấn tới được nữa